Where are you going? Mọi người, bữa nay là thứ bảy nè, chợ bữa nay lại nhóm. À, bên kia là họ bán mấy cái hũ mà làm ở nhà đó, chẳng hạn như là mứt đồ. Còn cái này là gian hàng nhà mình nè, đó. Còn bên đây là cô này là người Campuchia, cô bán bánh của Campuchia. Chào mọi người, thì hôm nay thứ bảy nhà mình cũng vừa mới đi chợ bán về. Hôm nay bán cũng được hôm trước. Mình quay không có được nhiều tại vì khách họ vô họ mua nhiều đó. Thì chiều nay nhà mình bắt đầu trồng dâu. Trồng thêm dâu nữa. Anh John anh vừa mới đi lấy dâu về á. Thì loại này là loại khác nữa. Thì trong cái chỗ này đó thì nhà mình trồng oải hương với lại dâu. Dâu này thì bự hơn là hôm trước. Nhanh nha. À, đây xem hôm nay xem khai with the evergreen ones, those are beauties. In the center up there. Okay. Evergreen ones, so they'll be like all. Oh, this is a strawberry. Some. Yeah, I need to pick them off. You have to pick them off? If we let the strawberries grow too much now, then the energy of the plant will go into the berries instead of into the plant. Ah, okay. So then if you pick them off, then the plants will grow bigger and faster. Okay, I see. So it'll be the bigger strawberries later then. Just for like a spring then. I won't. Okay. We can leave a few here and there. Just so we can taste them. Yeah. Hi, Uncle Ed. Hello. John has me working. Chú này chú nói là anh John bắt chú phải làm việc cho anh. Việt Nam. Ni hao. Ni hao. Chú này là bạn của anh John. There's a person. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của gia đình mình nha. Nếu mà thứ bảy tuần này mà có thời gian nhiều đó thì mình sẽ đi quay từng gian hàng cho mọi người nha. Thật ra thì không có nhiều gian hàng đâu, nhưng mà khách họ tới cũng rất là đông bởi vì đó là khu nhà giàu đó. Những video tiếp theo mọi người đừng quên nhấn đăng ký kênh, chia sẻ và để lại bình luận nếu như có những thắc mắc gì nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc ban phước cho mọi người. Không bị, đi gió ơi. Đi gió. Who's that? Ở đâu biết không?